Không biết có còn giới nghiêm 6 giờ chiều không ta? 8 giờ. Giờ là 8 giờ hả? Về đâm thoải mái. Xong chỗ này, xong tới ngày mai còn được nữa hả Duy Quỳ? Cái máy này nó kêu lớn rồi, thật ra nó nhẹ hiệu không? Đúng rồi. Có cái máy xanh đó. Máy xanh cái độ rung của nó cao. Ờ. Ví dụ thì có nhiều người á, người ta chịu kim được á, cái người ta nghe cái máy này người ta không sợ. Còn mấy người mà người ta sợ kim á, nghe máy này người ta đã sợ trước rồi. Đúng rồi. Nghe lại quải liền không? Nhưng mà thật ra khi mà vô kim thì nó lại là mềm hơn.